Ba mặt nạ vàng dòng lớn Long Sơn của Bà Rịa Vũng Tàu đã được chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào tháng 12 năm 2022. Đây là những mặt nạ vàng phát hiện tại chỉ khẩu gỗ dòng lớn Long Sơn thuộc thôn Rạch Già, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, được khai quật vào năm 2003 đến 2005. Chế tác tinh xảo từ vàng sa khoáng với khối hình nổi gương mặt. Ba mặt nạ có các kích cỡ khác nhau và theo các chuyên gia khảo cổ, ba mặt nạ vàng dòng lớn Long Sơn là độc bản, gắn với tầng lớp cao quý trong xã hội, có niên đại cách đây hơn 2.000 năm. Mang ý nghĩa giá trị lịch sử văn hóa quan trọng, ba bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang lưu giữ trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Ba mặt nạ vàng khai quật tại chỉ khảo cổ dòng lớn Long Sơn thuộc thôn Rạch Già, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu vào năm 2003-2005 là ba hiện vật quý, độc bản vô cùng đặc sắc. Qua kết quả phân tích thành phần hóa học cho thấy, ba mặt nạ đều được làm từ vàng sa khoáng, có tỷ lệ vàng là 96%, 79% và 75%, còn lại là một số kim loại màu để gia tăng độ cứng. Các mặt nạ có điểm chung là hình chữ nhật và in nổi. Một mặt nạ kích thước 44 x 110mm, dày 0,16mm thuộc dạng eye cover, tức là chỉ thể hiện nửa mặt phía trên, chủ yếu là đôi mắt. Một mặt nạ kích thước 60 x 96mm, dày 0,13mm, góc dưới của má bên phải khắc vòng tròn ở giữa và nhiều tia xung quanh. Đây cũng là mặt nạ thuộc dạng eye cover, tuy nhiên có thêm phần cánh mũi. Mặt nạ kích thước 76 x 92mm, dày 0,05mm là loại full face, tức là thể hiện toàn bộ khuôn mặt. Cũng theo kết quả phân tích, các mặt nạ gắn liền với một tầng lớp cao quý trong xã hội có niên đại cách ngày nay hơn 2.000 năm. Với những giá trị văn hóa lịch sử quan trọng, ngày 25 tháng 12 năm 2021, chính phủ có quyết định công nhận mặt nạ vàng dòng lớn Long Sơn là bảo vật quốc gia. Việc Bà Rịa Vũng Tàu được đón nhận ba bảo vật quốc gia đầu tiên này sẽ là nguồn động lực rất là lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cả nước nói chung và của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Do vậy, các ngành, các cấp, mỗi cá nhân chúng ta cần phải tích cực, thường xuyên và chịu trách nhiệm bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị để làm cho các viên ngọc quý này của dân tộc ngày càng đẹp hơn nữa. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có được một cái di sản cực kỳ đặc biệt mà hiện nay chúng ta đang được trưng bày tại đây và sẽ có những công chúng trong và ngoài nước tham quan và nhận diện cái giá trị của nó. Ngay sau khi công bố là bảo vật quốc gia, ba mặt nạ vàng được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng lãm. Tham quan được cái Bảo tàng Vũng Tàu này thì em thấy ở đây thì có được bảo vật quốc gia là ba cái này thì em thấy nó rất là mới lạ, độc lạ đối với em. Tại vì đó giờ em đi các bảo tàng thì em chưa bao giờ thấy những vật như thế này. Thì đó có thể là nó tôn lên cái nét đẹp lịch sử của Việt Nam mình. Thì em cảm thấy rất là tự hào khi Việt Nam mình có những thứ như vậy. Tăng cường lực lượng bảo vệ tại khu vực trưng bày, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn bố trí an ninh với nhiều trang thiết bị giám sát, cảnh báo, đồng thời triển khai kế hoạch quảng bá sâu rộng về giá trị của ba bảo vật quốc gia. Thì Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có liên hệ với một số bảo tàng bạn ở khu vực Đông Nam Bộ cũng như là trên thành phố Hồ Chí Minh đã có cái bảo vật quốc gia để tìm hiểu cũng như là học tập kinh nghiệm trong cái việc mà xây dựng cái phương án để bảo vệ cái bảo vật quốc gia. Thì hiện nay thì đơn vị bảo tàng đang dự thảo cái quy chế để trình cho Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tức là cái quy chế phối hợp giữa Sở Văn hóa Thể thao tỉnh với công an tỉnh trong cái việc mà bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia. Nỗ lực lưu giữ phát huy giá trị ba bảo vật quốc gia, Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang lan tỏa một Bà Rịa Vũng Tàu giàu bản sắc lịch sử văn hóa đến với người dân và du khách gần xa.